Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 6 tháng 3 tuyên bố Ukraine quyết tâm chiến đấu để giành lại thành phố Bakhmut đang bị bao vây. Giao tranh diễn ra khốc liệt ở Bakhmut trong những tháng qua, và nếu Moscow giành quyền kiểm soát, một số nhà phân tích quân sự cho rằng con đường dẫn đến các thành phố lớn Sloviansk và Kramatorsk sẽ mở ra cho quân đội Nga. Ngay sau đó, họ sẽ tiến gần hơn đến việc kiểm soát hoàn toàn khu vực Donetsk. Không một quân đội nào có thể điều hết đợt binh lính này đến đợt binh lính khác chỉ để giành được vài trăm mét lãnh thổ. Ngay cả các lực lượng vũ trang chính quy của Nga, vốn được biết đến với khả năng chịu đựng thương vong cao, cũng tránh điều động binh lính thực hiện các nhiệm vụ như vậy. Tuy nhiên, chính sách tiếp cận như trên đã cho phép công ty quân sự tư nhân Wagner PMC tiến gần đến việc chiếm quyền kiểm soát Bakhmut. Ông Pedro Hobatenko, một tiểu đoàn trưởng của Ukraine nhận định, bên thắng trận không phải là bên giành được lãnh thổ, mà là bên loại bỏ được lực lượng của đối phương. Theo các blog show quân sự Nga, lực lượng đánh thuê Wagner đã chiếm được quyền kiểm soát ở nhiều khu vực phía đông, nam và bắc của Bakhmut. Trong bản báo cáo tình hình hôm 6 tháng 3, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn trong khu vực và chưa có xác nhận về việc rút quân. Về phần mình, Tổng thống Zelensky thông báo ông đã chỉ thị cho quân đội tìm lực lượng để tăng cường phòng thủ cho thành phố đang bị bao vây. Theo báo Wall Street Journal, mục tiêu của BMC không phải là đánh chiếm Bakhmut mà là khiến quân đội Ukraine kiệt quệ. Ở một mức độ nào đó, kế hoạch này đã phát huy tác dụng vì sau 8 tháng giao tranh, Ukraine đã mất một phần binh sĩ cần thiết cho đợt phản công vào mùa xuân khi thời tiết ấm lên và các con đường bớt lầy lội.